Anh biên tập gợi ý là anh khởi động kỹ đôi tay nha. Kỹ đôi tay em ơi. Phải không? Đúng rồi. Là anh sẽ làm gì? Hãy tin em đi. Anh sẽ làm gì? Biết học. Nghệ sĩ hài danh hài Việt Hương, MC Quốc Dân Đại Nghĩa, thủy thủ gia Vũ Văn Thanh. Mời cầu thủ chơi, chơi trò chơi vận động, chạy, không có tính trước. Nhà sản xuất quá là thất bại trong cái trường hợp này. Ác quá. Trời ơi, cầu thủ người ta chạy như gió, chạy hai kỳ, cameraman chạy không kịp, bố trí mấy dọc đường rồi có thấy quần áo không? Quá dữ. Anh đã quyết thắng.